giờ trước màn hình đây là bông trang chuyến xe Vĩnh Châu. Thì hôm nay em lại tiếp tục bản phép giới thiệu đến cả nhà cái cây bông trang chuyến xe Vĩnh Châu. Ảnh đang cho nụ và hoa. Nhà xem cái nụ này. Đây ảnh vừa chớm nụ. Rất là say nụ say hoa luôn nha cả nhà. Cái dòng mà Vĩnh Châu này, ảnh tuy cái hương thơm của ảnh không bằng cái màu trắng, bông trăng trắng, trăng rừng á, nhưng mà ảnh thì ảnh đẹp bởi cái màu hồng. Để em vòng tay qua đây cho cả nhà xem nè, mỗi một nhánh là mỗi nụ luôn. Đây. Đây là cái mặt hoa tím sen Vĩnh Châu nha cả nhà. Chuẩn Vĩnh Châu luôn. Ảnh rất là say nụ luôn. Đấy, mỗi một đọt là mỗi nụ. Cả nhà xem nè. Mỗi một đọt là mỗi nụ. Này thì ảnh lát đác ảnh trổ bông. Bên đây cái nụ bên đây ảnh nè, ảnh rừng lên bông này ở chân giữa này. Đây. Để em quay xa xa cho cả nhà coi tổng quát cái cây. Đây là tổng quát cái cây. Đấy, cái thân cây này cả nhà, thân cây là bằng ngón tay giữa em rồi nha cả nhà. Đây là cái thân cây, cái gốc. Rồi thì vừa rồi em vừa giới thiệu đến cả nhà cái bông trạng tím sen Vĩnh Châu. Đây. Bây giờ em cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video ngắn này em giới thiệu cái trang tím sen Vĩnh Châu. Chúc cả nhà là luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong cuộc sống, và đặc biệt đó là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và đừng quên ủng hộ kênh YouTube bên em bằng cách là like video ủng hộ em, hoặc là ai lần đầu tiên đến với kênh YouTube của em thì xin cho em một được đăng ký, cái chữ đăng ký ở góc phía bên phải ở dưới cái video, và bấm vào cái chuông để mỗi khi em có video mới sẽ thông báo để cả nhà ủng hộ. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo.